game today. Có điều là nó bị yếu khi mà nó chưa đủ bộ. Kiểu như là cái bộ đấy bây giờ nó cần, nếu mà lên được 9 ý, thì nó vẫn chưa có Warlock. Đam thì nó lại từ con rồng. Chào Hoàng Lân, chào em. Mà cái bọn đấy nó không có cái con Fortuner Teller nên nó không giữ máu được. Con Puck ở anh ham con Puck 3 nhưng mà nó cho nhiều quá. Nó cho con Puck nhiều quá thì biết làm thế nào. Trị con ốc thì nó có rất nhiều cách trị. Một là có cái con Deflector trong đội hình ấy, nó có cái hack. Hai là con Doom. Ăn cái Doom thì cũng không lặn được. Thứ ba là trong đội hình của em nó có nhiều những cái con thuộc hệ Human. Thuộc hệ Human. Thứ tư là em có cái con Storm Shaman. Cái bão Static Storm của nó cũng không cho con ốc có thể lặn được. Con này vẫn phải mua, lên 2 sớm mới tốt. Cũng luôn ở 8 làm 6 cửa lai 3 sao ăn ngay. Mà nói cũng đúng. Mà nó ra cái con Lycanroc sớm ấy, muốn đưa vào để có thêm bộ ăn nét. Trời ơi. Lại ra bài lừa. Chơi gì đây giờ? Cửa like cũng được. Chả nghe lại chơi cửa like tiếp. Không phải chứ. This. Hai thằng này chơi Clyde rồi. Chưa chắc, kệ, 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 cứ ôm đã. Tí nữa bán. You can't kill what's already dead. Thằng này Clay này. Không, chưa chắc. Nhưng mà thằng này Clay rồi, mẹ Lula lên 2 rồi. Thế thì nhiều lắm rồi, thôi thôi thôi. Giải tán giải tán.
Ui, cho sợ thế nhở. Cho ba con thì lại phải mua thôi, chứ biết làm nào. Để xem lượt sau cho gì đã. Khổ. Này, cửa lai mà nó xanh như này. Rồng rồng người cơ mà. Ơ. Mẹ. Mỗi lượt cho một con. I'll exercise every last demon. I'll exercise every last demon. Mỗi lượt cho một kiểu. Mà đã cho là cho coi như là lên 2 luôn. Đấy, dã man. Đã không cho thôi mà đã cho là cho lên 2 luôn. Được bạn ơi. Lại vẫn tốn tiền rồi. Mà không biết chơi gì. Tứ cự ma ma đâu? Ma đâu mày ra tao cái. Ơ? Some assembly required. Let's find some new soulmates. Ơ? Hội phát sang ngay ạ. The world's messed up, not me. Vai đái thật. Really? Nhưng mà đéo được. Ra một con chưa đủ. Phải ba con. Phải ba con mới được. Một con không đủ. Nếu được, phải thêm hai con nữa. Ơ à. Mẹ. Really? Only a demon can defeat a demon. Nếu được đâu. Thế này nếu được rồi, nếu được rồi, lừa thật rồi. Lừa thật rồi. Lừa thật rồi. Phải thêm 7 con nữa. 7 con nữa mới chơi được tứ cự ma. Chơi gì đéo được. Sát thủ gì? Thôi, hủy hủy. The chakra. I mean magic. The world's messed up, not me. Bán tinh cơ. Thật không? Thật là chơi được tứ cự ma không? Giờ mới có 2 con trôn. Đồ chưa có ma lăng thế này. Vấn đề là không có ma lăng. Không có ma lăng cũng là vấn đề đấy. Did you drift away again? Really? Only ready for takeoff. Maybe after I lose. Có cái câu là nếu mà mình không chơi game được ấy thì game nó sẽ chơi mình. Đấy.
Đây đúng thật là như thế luôn, game chơi mình, ok. Nói là có một cục ma lăng, có ngay một cục ma lăng. Xin thêm một con TB, có ngay thêm một con TB, ok. Let's go. Tứ cự ma thôi. Tứ cự ma thôi anh em. Ok, đúng, không, thắng rồi, thôi xong rồi. Thắng thì đó là một cái câu chuyện rất là vãi đái luôn đấy. Thắng hơi sớm, khỏe quá biết làm nào. Vấn đề ở đây đó là tứ cự. Tứ cự mày ở đâu? Thôi, từ từ đã, lượt này vẫn chưa up. Lượt sau. Trong khi đấy thì có thể là lấy đồ cho AM. Ok. Mẹ gặp bọn này full chôn Clyde. Thôi thôi, đó, không biết làm cách nào cả. Thêm một con nữa rồi, được. Mất một ít máu. Mất chuối nhanh quá. Mất chuối nhanh quá. Chưa muốn mất chuối. Nhưng mà nó tự nhiên nó khỏe. Nhưng mà có giống như tứ cự ma không anh em? Sao mình thấy nó không giống tứ cự ma ấy? Mình thấy nó lại giống cái khác. À, cái lượt vừa rồi là mình gặp cái thằng top 1 hả? Đúng không? Đúng rồi. Thảo nào mà thua. Lượt rồi gặp thằng top 1. Chứ còn mình khỏe mà. Tầm này khỏe đó. Làm gì có chuyện thua dễ dàng thế được, đúng không? Cần 50 cái con gọi là thuộc hệ chôn. Út đết. Trận này nó cứ như kiểu bị làm sao ấy. Thề. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Wait for my signal and play it by ear. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tớ rất là đồng ý luôn với cái game trận này luôn. Ra rất hợp lý. À, trận sau cần một con chôn nữa. Đấy. Lượt cần một con chôn nữa thôi nhá. Lượt tiếp theo mà cho tớ được một con chôn thì đúng là máy chơi rồi, không phải người chơi nữa rồi. Quy giạt á? Ờ. Nhưng mà kích hệ quy giạt với cả bọn tứ cự ma nó hơi sida đấy. Hơi bị sida đấy. Đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa? 1, 2, 3, 4, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi nhưng mà lượt này luôn à? Lượt này luôn gì? Lượt này luôn liệu có hợp lý không nhỉ? Ơ, đéo gì, không ăn được bọn này á, không phải chứ. Ăn được. Làm gì mà không ăn được. The
Ui, Binkyby, tôi đã xem chơi cái gì. Tứ cự ma. Nó lại cứ phải gọi là hợp con nhà bà Lý luôn. Con này giải tán đấy. The fate of Glacier Clan is in my hands. Hai con chôn vào. Tình cảm. BKB hay hơn. Đỡ bị hóa hiếc các kiểu. Ui, bỏ trôn làm gì? Bây giờ có trôn rồi bỏ làm gì? Sao lại phải bỏ trôn? Anh em sao lại bảo phải bỏ trôn nhỉ? Trôn cho hai con như này rồi, tí nữa lên con nữa hay sao ngon lành? The world's messed up, not so rude. I thought I was invited to host the wedding. Anh không chơi Wizard em ạ. Không phải lúc nào bộ tứ cự ma cũng phải chơi con đấy. Có trôn rồi mạnh rồi, không cần bỏ. Tí nữa mua cũng mua Wizard nhưng mà không cần phải cả hai con, chỉ cần một con thôi. Đưa lại áp đi. Này cho mạnh. Friendship is magic. Lên 8 rồi Ron thôi. Ron đưa TB lên 3. Đủ bộ lên 8 thì nó sẽ mình sẽ Ron ở cái level này. Mấy con này chắc là giải tán thôi. Xong rồi. BH có thứ giải tán không? Tí nữa mua Grim the Choke thôi. Còn những cái con khác thêm vào là con Medu là được. Hoặc là một con Kunkka. Hoặc nếu không cho Grim the Choke mà ra Doom thì cho Doom vào. Kunkka, Doom kết hợp ở War. Có tăng cơ nữa. Mà giờ chơi cái bộ tứ cự ma này nhá, mà chơi bọn chôn vua thì mình lợi thế hơn, mình khỏe hơn. Luôn nhá. You can't kill what's already dead. To take. Kunkka này. I'll turn them into shark food. Từ đã. Có Kunkka thì tạm thời cho con này ra. Đường này thua à? Ngoài châu à? Chưa đủ. Chưa đủ disable để ăn được bọn này. Thôi, cố gắng giết được một con nữa. Toàn sâu đẻ ra. Cảnh nhỉ? Luôn đi.
Con này cũng được. Love is power. But who do voodoo? I do. Tạm thời chưa có Medusa, cầm con này. Tí có Medusa thì bỏ. The world's messed up, not me. The world's messed up, not me. They look sick of living. Chú quỷ nó phải có đấy anh mới chơi được chứ em. Không có sao chơi? Một Clive bắt đầu dày giáp rồi. Cần phải có... Sơ cần phải có... Lấy tạm một con vua nhỉ. Bây giờ chưa có tăng cơ. Đuổi hình chưa có tăng cơ. Kulka lên được 2 thì tốt. My conquest, they look sick of living. I'll exercise every last demon. Ew. They look sick of living. Let's cure that. Chết mẹ. Không ổn. Con này cũng còn một con nữa lên 2. Lóc lại. Đội hình phải có 3 sao mà. Chua này vẫn chưa lên được 2. Quả rôn vừa rồi hơi bị quá tay. Mà không ra là con gì. Kuzek, remove it. Itchy hand. Feeling worn out. Try it. Kuzek, remove it. I'm an Easter egg. You found me. Kìa. My conquest is the Sea of Stars. Kuzek, remove it. Itchy Han, save. Khô máu quá. Protons, neutrons, còn con này armor còn 2 con nữa cơ. Thôi từ từ thôi. Lại giữ tiền tiếp. Con này tăng cơ lên trên. Cho Medu vào. Armor còn 2 con. Hơi lừa một tí là bao nhiêu tiền rôn ra nhưng vẫn con này vẫn chưa có ra. Con berserker vẫn chưa ra. Ui, mạnh rồi. Từ từ đã. Cả cái con Fortune Teller này mãi roll bao tiền rồi vẫn chưa lên được 2. Không ổn.
Mình chỉ cần một con Berserker thôi. Pháp triệu ba lăng. The universe is made up of protons, neutrons, electrons and morons. Thôi đúng rồi, lượt sau cho mình một con Berserker đi. AM đấy, được. All exercise every last. Ôi, đền hợp lý vậy đấy. Chưa kịp quả đá thì chết. Ăn được không? Ăn được không? Thuyền không thả được. Con Berserker của nó khỏe hơn, lên 2 sao rồi. AM lên 3 hụ cái nào. Hai con này lên 3 đi. Wow, cho một Berserker, hai con kia lên 3. Nha. Được sau nhá. Dã man. Không ổn, không ổn. Thế B chắc mẹ đéo lên được 3 rồi anh em ạ. Tình hình là bây giờ chỉ có những cái con này lên 3 cánh kèo cho mình thôi. Berserker cánh kèo lên 2. AM lên 3. Sau đó lên 9 cho bộ Warlock hết vẹo. Cái bọn ép này nữa, kinh quá. Quánh toàn trượt ra ấy. Buộc tiếp rồi. Rồi. Con AM nữa. Lùi xuống một ô. Thôi, lùi thấp xuống. Lên một ô. Đứng sát quá, con Medu nó bị chết sớm. Ăn được bọn này không nhở? Thuyền. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi. Không, chưa chắc là ăn được. À, ăn được, ăn được. Cơ sơ cơ bắn được. Rồi. Did you drift away? Bàn cờ là bao nhiêu tiền với anh không nhớ em ạ. Doom. Cho vào có bộ hua. Thế thì thôi, có lẽ là mình nghĩ là 18 máu thì mình sẽ giữ tiền lên 9, nhét Doom vào để có thêm một tí tăng cơ. Ok hơn. Có ma lăng thì tốt nhỉ, ma lăng để ma la nó. Cái con Medusa nó hóa nhanh hơn tí, hơi chậm. AM chọn sai đối tượng rồi bạn ơi. Vẫn ăn, nhưng mà vẫn ăn. Chưa chết được. Lên 9 được, lên 9 được. Lên 9 được. Thằng này Wobbit khỏe quá. Mình cần một tăng cơ. Đây rồi. Lên 9 cho Doom vào. Lượt sau là lên 9 được rồi. Lên 9 lượt. Lượt sau cho Doom vào.
Con TB tình hình như này là không lên được 3 đâu. Bây giờ phải dựa vào những cái con khác thôi. Ví dụ như Doom lên được 2 ấy, thì nó lại câu chuyện khác. Dam có thể đến từ Berserker cũng được. Cho thêm con Doom, thêm tí tăng. Hay lắm, tìm đúng vào con thuyền, được rồi. Con lành rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn không, nếu ăn được cơ. Con Medusa nó không... Con Medusa nó không hóa đá được. Ui mà lượt này mất nhiều máu thế, con sâu. Tạm. Dâng mẹ đội hình lên cao đi. Ơ kìa, đéo khỏe thế. Ơ bằng một cách nào đấy mà mẹ phải đái thật. Thôi, lần sau dùng hết tiền thôi. Ủa, đồ, thôi. Vừa rip á. You know nothing about drawing agus. Ra thì đã muộn. Thôi được rồi. Có cơ hội nào sống tiếp được lượt nữa, lượt sau ra được thêm 2 con TB nữa không nhỉ? Nghe khó lắm. Khó lắm cái thằng ba khoai. Cái thằng ba khoai nhà mày khỏe vãi đái. Mà vẫn sống được lượt nữa, ngon rồi. Ngon rồi. You ought to read more. Cho tớ thêm 2 TB nữa thôi. Một roll 2 TB. TB. Không có. TB ơi. Có không? Có. Một con nữa. Đu. Trò chơi kết thúc. Đéo biết có kết thúc không nhưng mà có cơ hội rồi đấy. Nghe có vẻ rất là tình cảm rồi đấy. TB ơi, TB ơi, gánh kèo cho tớ nha. Đồ má. Trò chơi đến đây là kết thúc. Với cái số tiền còn lại vừa tròn, mẹ mua hết đúng còn không tiền luôn. Và thế là anh ấy đưa ra cứu vãn cái trò chơi này, cứu vãn cái con game này. Cuộc sống lại nở hoa. Vãi cứt thật. Lại thêm được một round nữa, round 35 nếu biết có chết không. Vãi đái thật. Tách tem. Tách tem ra một tí.
lấy búa đi, lấy búa cho Berserker đập. Hóa cốc tất cả bọn nó cho tao, hóa cốc tất cả bọn nó cho tao. Đúng rồi, đúng rồi, đúng thế, đúng thế cậu ơi, đúng thế, đập chết hết, đập chết hết cho tớ, đúng là như thế. Đồ rất là đẹp, đồ rất là đẹp, đồ rất là vừa, rất là khít. Đồ khít con nhà bà lỗ đít luôn. Vãi đái thật. Trận này đi ngủ sớm. Lại mua lại đùm. Lù lống. Đánh trống phất cờ. Rồi, ok man. 38. Đéo, bây giờ mình hạ xuống một tí. Mày ăn hộ tao cái, ăn hộ tao cái, ăn đi, ăn đi, ăn đi, he he. Nó lên 10 rồi, mình cũng lên 10. Wow. Ô, nhưng bên kia nó ăn mình kìa. Vãi đái, nguy hiểm vậy. Chết rồi. Con này của nó lên 3 rồi. Ít của mẹ khóa cốc tất cả luôn. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được. Wow. Căng vãi đái. Lượt này không có tăng cơ chắc là phải up. Không có tăng cơ phải up thôi. Con Doom, cầu mong cho nó Doom được con Dark Spirit anh em ạ. Vào con Dark Spirit là ăn. Cấm đánh. Lấy cấm đánh không? Ăn đi cậu ơi, ăn đi cậu ơi. Ăn đi cậu ơi, ôi mẹ, có khi ăn thật. Không, chưa ăn được. Did you drift away again?
Roll Doom 2. Ui dồi ôi, Doom ơi, mày ra đúng lúc vãi đái luôn, thề. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Còn một cái Blink nữa cho cậu. Hai cái Blink. Cút ca một cái, Doom một cái. Tớ lại khép góc một tí. Doom đã Spirit, đéo Doom, mẹ. Ơ kìa, ơ kìa. Nó thắng rồi. No life is a lap. I'm an Easter egg, you found me. No life is a lap. Từ đã. Under my pen. Ăn hộ tớ cái. Ơ bên này nó ăn được à? Đéo hiểu. Căng thế nhờ. You know nothing about drawing eggs. Bro xếp tim. Mẹ ăn hổ tao cái. Bây giờ mẹ roll ra cái gì nhở? Berserker 3 chứ. 45 rồi á. Round 45. Con này chính ra không nên dùng anh em ạ. Thực ra thì cái con này này, anh em cứ nghĩ là nó có cái demon ấy, nhưng mà đéo bằng là con Doom. Con Doom nó Doom và con Dark Spirit vẫn ngon hơn. Nên là mình quyết định là thôi. Đéo bằng con Doom không? Con này không thể bằng con Doom được. Ăn hộ tao cái, ăn hộ tao cái. Ăn hộ tao cái, ăn hộ tao cái. Ăn hộ tao cái. Bên này chết chưa? Chết chưa, chết chưa, chết chưa. Vẫn chưa chết là sống dai vãi. Ui, bên này nó ăn được này. Bên không ổn, không ổn, không ổn. Không, bên này nó không ăn được. Còn hơn.
Ôi thua rồi, đéo gì, oh my god. Căn bản còn một máu, thôi xong rồi. Top 2 vậy. Vegaleo, chúc mừng bạn đã thắng được cái chiến thắng này. Khi mà trận này là bạn chơi với cả máy. Rồi ok. Làm húp nước. À mà thôi, 12 giờ rồi anh em ạ. Thực ra nếu mà trận này mà mẹ top 1 thì nó là vãi đài đấy, nhưng mà rất tiếc. Cố gắng lắm rồi đấy, cố gắng lắm rồi, nhưng mà còn một máu thôi. Kể ra mà còn nhiều máu tí thì vẫn có thể là cân kèo, nhưng mà lọt một phát là coi như thua luôn. 12 giờ rồi thì ngày mai chơi tiếp anh em nhé. Hôm nay nghỉ thôi nhá. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Vẫn 9:30 hàng ngày. Cảm ơn anh em rất nhiều và nhớ anh em để lại cho mình một like một share. Vẫn như thường lệ nhá. Sao lại đánh ẩu? Anh em lại bảo đánh ẩu. Xếp bài như thế lượn sang chuyển, xếp đặt vị trí AM đúng vị trí của Storm Shaman để tung được trưởng mà anh em vẫn bảo là xếp ẩu thì vãi đái thật. Đánh ẩu. Ẩu đâu mà ẩu, chơi như thế, chơi cực kỳ cẩn thận để được có clip top 1 nhưng mà rất là tiếc. Thôi được rồi nhá. Hợp lý. Hợp lý nhá, mai nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.